À, nếu trong tình cận mà bạn đang tăng cân không kiểm soát như hiện nay thì bạn hãy xem lại cái khẩu phần của mình có phải là mình đã ăn quá nhiều không. À, như tôi nói rồi thì một người trung bình như là một người trưởng thành như chúng ta thì một ngày nếu mà chúng ta ăn 3 bữa cơm thì mỗi một bữa là chúng ta ăn khoảng 2 lưng bát cơm thôi, có nghĩa là gì? Tối đa là khoảng 100 đến 130 gram gạo cho một bữa. Thế và lượng thịt cá thì làm thế nào đấy? Cộng tất cả từ các món mà cung cấp lượng đạm, ví dụ như là thịt này, cá này, trứng này, tôm này, trong vòng một ngày thì khoảng từ 250 đến 300 gram là cùng thôi. Vậy thì bạn hãy nghĩ rằng mỗi một bữa là chúng ta ăn khoảng 100 gram đến 120 gram thịt. Như vậy thì 100 gram thịt, nếu mà mình không ăn thịt thì nó tương đương với cả 100 gram thịt lợn, cũng tương đương với 100 gram thịt bò, cũng tương đương với cả 100 gram thịt gà nếu mà không có xương. À, còn nếu mà cá thì chúng ta nó sẽ tương đương với khoảng 120 gram, tức là một lạng hai cá. Đấy, thế thì chúng ta cộng tổng lại, nếu mà chúng ta tính như vậy là chúng ta ăn có thịt này, có cá này, có tôm này, có trứng này hay là có đậu phụ, thì một ngày chúng ta cũng không nên ăn vượt quá 300 gram từ tất cả những cái nguồn này. Đấy là cách dễ nhất để các bạn tính toán cho khẩu phần của mình. Thế và cùng với cái việc là chúng ta khống chế được cái lượng cơm rồi nhá, là chúng ta ăn khoảng 2 lưng bát hay là một lạng đến một lạng 3 gạo một ngày, một bữa. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải có một cái lượng rau để nó giúp chúng ta đào thải bớt các cái cholesterol cũng như là cung cấp đủ cho chúng ta lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể. Thì mỗi một bữa ăn trong ba cái bữa chính đấy, bạn làm thế nào để tổng lại được bạn được khoảng 300 gram rau một ngày. Vậy thì bạn tự mình về hôm nay bạn lấy một mớ rau muống đi, bạn cân lên 3 lạng rau thì nó tương đương với bao nhiêu để bạn phân bổ nó ra 3 bữa. Như vậy mỗi bữa tôi phải ăn bao nhiêu rau, đúng không ạ? Thế và quả thì chúng ta cũng phải ăn ít nhất là 200 gram quả một ngày. Và một quả chuối thì nó đã là 100 gram rồi. Thế thì bạn cộng thêm một miếng đu đủ nữa, 100 gram nữa. Thế nhưng mà quả thì chúng tôi không hạn chế về mặt số lượng, bạn ăn được càng nhiều thì càng tốt. Tuy nhiên thì cũng phải lưu ý với những cái quả mà nó có cái hàm lượng đường cao. Thì ở những người béo phì cứ nói là tôi không ăn gì mà sao tôi vẫn béo. Thế nhưng mà đến lúc hỏi ra thì đúng là không ăn cơm, nhưng mà ngược lại thì lại ăn rất là nhiều xoài, rất là nhiều chuối. Bởi vì một quả chuối cỡ khoảng một lạng hoặc là một lạng hai thì nó đã cung cấp 100 kcal rồi. Thì như vậy là nếu mà chúng ta ăn, có người khoái khẩu lên thì ăn đến 4-5 quả chuối một ngày. Thì như vậy là vô hình dung là anh đã nạp vào khoảng 4-500 calo rồi. Rất là đơn giản như vậy. Có nghĩa là ăn cái gì, nếu mà khi đã bị thừa cân rồi thì mình nên quy nổi ra ăn một cái bát này hay là một cái miếng này nó nạp vào cho mình là bao nhiêu calo. Và cái lượng protein cũng như chất béo thì tôi cũng vừa mới nói rồi. Và tôi khuyên bạn nếu mà bị béo phì không kiểm soát được thì bạn nên gặp chuyên gia dinh dưỡng để có thể kê cho bạn một cái thực đơn.